Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng Tin Nóng 24 giờ. Trong bản tin đặc biệt về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua. Thủ tục trói hộ nghèo. Thưa quý vị, trong lúc chính phủ chủ trương giải ngân nhanh nguồn vốn thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, thì các địa phương lại loay hoay tìm cách tiêu tiền. Đầu năm 2024, xã nghèo Hướng Hiệp, huyện Đắk Cờ Rông, Quảng Trị giải ngân nguồn vốn thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững với số lượng 10 con bò cấp cho hộ nghèo. Câu chuyện giải ngân 10 con bò này cũng khá ly kỳ. Ly kỳ ở chỗ, Chủ tịch xã Hướng Hiệp Hồ Văn Sinh cho biết, theo quy định đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, các tổ, nhóm, cộng đồng, đối tượng tiếp nhận sẽ phải trực tiếp viết dự án. Tiếp đó, các tổ chức đấu thầu để các đơn vị cung ứng tham gia bài thầu, từ đó lựa chọn nhà thầu. Để tổ chức đấu thầu, bên viết dự án, đối tượng hộ nghèo phải trình 3 phương án giá khác nhau trong hồ sơ thẩm định. Cái khó đầu tiên là những hộ nghèo đương nhiên không thể biết một dự án phát triển kinh tế hộ gia đình phải viết như thế nào, vì những hộ nghèo hầu hết đều là những người yếm thế về kinh tế, kéo theo yếm thế về nhận thức, hiểu biết, văn hóa. Thành ra với họ, viết được một bản dự án thuyết trình để từ đó được nhận tiền hỗ trợ không khác gì một sự đánh đố. Để tháo nút thắt này, tại xã Hướng Hiệp, cán bộ xã phải làm thay, tức là viết thay các hộ nghèo. Nhưng bản thân nhiều cán bộ xã cũng còn bỡ ngỡ, mặc dù đã được tập huấn. Nút thắt thứ hai, đó là khi có bản thuyết trình dự án sẽ tới khâu đấu thầu, tìm nhà cung ứng. Tuy nhiên, tại các địa bàn, các xã vùng núi, vùng sâu, vùng xa, không có nhiều đơn vị cung ứng. Bản thân người viết dự án cũng sẽ không thể xác định được đơn vị nào sẽ tham gia dự thầu trong giai đoạn viết dự án, nên xin báo giá hết sức khó khăn. Đến năm 2023, Trung ương mới bắt đầu có những hướng dẫn cụ thể về thực hiện các chương trình mục tiêu. Tuy nhiên, tỉnh không đưa ra các định mức hỗ trợ cũng gây ra nhiều khó khăn. Mình đưa lên một giá, tài chính thẩm định một giá, phòng nông nghiệp thẩm định một giá. Để hỗ trợ 10 con bò cho người nghèo lần này, tôi đã phải làm hồ sơ đến lần thứ 5. Đây cũng là nút thắt xảy ra phổ biến tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị. Vì sự nhiêu khê của thủ tục, ông Hồ Văn Lứt, một hộ nghèo tại thôn Thuận Nam, xã Thuận, huyện Hướng Hóa, đành phải gạt nước mắt từ chối không nhận tiền từ chương trình, dù căn nhà ọp ẹp 30m2 của gia đình ông nằm chênh vênh trên một con dốc là điểm có nguy cơ sạt lở cao vào mùa mưa nên được đưa vào diện hỗ trợ để xây dựng nhà mới. Đành rằng, tiêu một đồng từ tiền ngân sách đều phải tuân thủ theo quy định ngặt nghèo được quy định tại các thông tư, nghị định từ các cơ quan trung ương về tới địa phương lại tiếp tục có những quy định cụ thể phù hợp với đặc thù tình hình của mỗi vùng miền. Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 2021-2025 được chính phủ thông qua từ đầu năm 2022 với mục tiêu phấn đấu hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo. Chương trình này được thực hiện trên phạm vi cả nước, trọng tâm là các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, giúp các hộ nghèo nâng cao chất lượng cuộc sống. Câu chuyện thực tế đang xảy ra tại Quảng Trị cho thấy, những hộ nghèo giống như những người đang ốm yếu và chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững chính là phác đồ điều trị chữa bệnh cho những người nghèo. Đơn thuốc đã kê, tiền mua thuốc đã được cấp, nhưng để mua được thuốc lại quá nhiều thủ tục rườm rà. Chắc chắn sẽ còn nhiều địa phương đang lúng túng loay hoay như Quảng Trị. Cứu người như cứu hỏa. Khi chính phủ đã ban hành một chương trình mục tiêu đầy tính nhân văn như thế, sự vào cuộc gấp rút của chính quyền cơ sở sẽ giúp những hộ nghèo sớm được tiếp cận với thuốc, sớm ngày nào, quý giá ngày ấy, để những cơ thể ốm yếu được hà hơi, tiếp sức. Điều đó quý giá vô cùng. Có lên, có xuống, có vào, có ra, dần trở thành bình thường trong công tác cán bộ. Phải kịp thời cho từ chức miễn nhiệm thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, đưa có lên, có xuống, có vào, có ra, dần trở thành bình thường trong công tác cán bộ. Thưa quý vị, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã quán triệt quy định số 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới tới các điểm cầu trên cả nước. Đạo đức là gốc, nền tảng của người cán bộ là cách mạng. Theo ông Nghĩa, đạo đức là gốc, nền tảng của đảng viên, người cách mạng. Nhiều chỉ thị, nghị quyết xây dựng đảng về đạo đức đã được ban hành, thể hiện tư duy mới. Đại hội 13 tiếp tục nhấn mạnh phải đặc biệt coi trọng, đẩy mạnh hơn nữa xây dựng chỉnh đốn đảng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức cán bộ. Đây là tư duy rất mới. Các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương Đảng đã thực hiện nêu gương bằng những việc làm, những hành động cụ thể với phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, học tập đi đôi với làm theo. Nhiều cán bộ đảng viên là tấm gương mẫu mực trong học tập, công tác lao động, sản xuất và chiến đấu. Tuy nhiên, theo ông Nghĩa,
còn một bộ phận cán bộ đảng viên chưa thực sự mẫu mực. Cá biệt có một bộ phận cán bộ đảng viên phai nhạt lý tưởng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thậm chí cán bộ đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, xử lý hình sự, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cao do Trung ương quản lý. Ông nêu rõ tại nhiều cuộc họp diễn đàn, Tổng Bí thư đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần về có thể nói đây là vấn đề đau xót trong Đảng. Nguyên nhân căn bản của hạn chế tồn tại theo ông Nghĩa là do sự thiếu tu dưỡng đạo đức cách mạng trong cán bộ và đảng viên, từ đó đòi hỏi cần có chế tài, hành lang pháp lý đủ mạnh, đủ sức răn đe, cảnh tỉnh song song với biện pháp bồi dưỡng, rèn luyện mang tính phòng ngừa tích cực, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp. Ông Nghĩa nêu rõ trong 3 nhiệm kỳ từ 11 đến 13, Đảng đã ban hành nhiều chủ trương, quyết sách rất quyết liệt, thể hiện không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhằm đấu tranh ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong đó, chủ động phát hiện, khởi tố, điều tra, kiên quyết xử lý nghiêm một số vụ án tham nhũng tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến các hành vi sai trái diễn ra kể cả các năm trước và mới phát sinh. Khởi tố nhiều cán bộ cao cấp, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chủ chốt của một số địa phương. Từ các khởi tố ban đầu về các hành vi phạm tội về kinh tế, cơ quan điều tra đã đi sâu, làm rõ bản chất của vụ án, khởi tố hành vi vi phạm về tham nhũng, tạo bước tiến mới trong phát hiện, xử lý, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cũng theo ông Nghĩa, khi Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện điều tra dư luận xã hội, thì trên 83% cán bộ, đảng viên, nhân dân khi được hỏi đều đồng tình phải kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm chính trị của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng tiêu cực trong lĩnh vực, địa bàn phân công và quản lý phụ trách. Phải kịp thời cho từ chức miễn nhiệm, thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, thể hiện sự nghiêm minh và cũng rất nhân văn, đưa có lên có xuống, có vào có ra, dần trở thành văn hóa, việc làm bình thường trong công tác cán bộ. Cùng với đó, việc phát hiện tham nhũng tiêu cực ở địa phương tiếp tục được đẩy mạnh. Trước đây chưa có ban chỉ đạo cấp tỉnh, nhưng giờ đã có và phát huy vai trò của nhân dân làm mạnh mẽ, vừa mang tính giáo dục, cảnh báo, vừa răn đe để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới, được nhân dân đánh giá rất cao, mong cán bộ đảng viên ở tất cả các điểm cầu lan tỏa tinh thần này để trả lời những câu hỏi trong đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.